Ủy ban nhân dân xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn vừa cho biết là hội đồng kỷ luật của huyện Văn Quan đã ra quyết định buộc thôi việc đối với cô giáo Hoàng Thanh Tâm và cảnh cáo cô giáo Hoàng Thị Thùy công tác tại trường mẫu giáo Xuân Mai thuộc huyện Văn Quan vì đã bỏ một cháu bé 22 tháng tuổi đang học tại trường mẫu giáo nói trên ở bên ngoài cửa khiến cho cháu bé đói và phải nhặt rác để ăn. Được biết cô Hoàng Thị Thủy là cô giáo chủ nhiệm của lớp em bé đang học, đã vào biên chế, cô Hoàng Thanh Tâm là giáo viên hợp đồng. Trước đó các trang mạng xã hội đưa clip cháu bé đang học tại trường mẫu giáo Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, kêu khóc đập cửa đòi vào vì bị cô giáo bỏ ở ngoài do quấy khóc. Các cô giáo đã bỏ mặc cháu khiến cháu đói và tự nhặt nhiều thứ trong thùng rác ở bên cạnh để ăn. Ngay sau khi clip được lan truyền trên Facebook, nhiều người phẫn nộ dù đã có hình thức kỷ luật cụ thể với hai cô giáo nêu trên, tuy nhiên cộng đồng mạng vẫn không ngừng phê phán. Gia đình cháu bé cho biết bé mới 22 tháng tuổi, đến lớp được gần 2 tuần thì xảy ra sự việc.